Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành tuyên bố ly hôn sau 6 năm đầy nước mắt. Mới đây, truyền thông xứ Trung vô cùng bàng hoàng trước thông tin cặp đôi đình đám Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành cùng tuyên bố ly hôn, kết thúc cuộc tình nhiều sóng gió kéo dài 6 năm. Trên Weibo, nàng mỹ nhân Tân Cương viết: "Cuộc đời khó khăn, tương lai đáng mong chờ. Cảm ơn anh, Trần Tư Thành." Trong khi đó, vị đạo diễn lắm tài nhiều tật này chia sẻ thông tin kỹ càng hơn kèm theo một bức ảnh. Câu chuyện từ năm 2011 đến năm 2020 đã đến hồi kết. Hai người mãi mãi là người tôi yêu thương nhất, chỉ là thay đổi thân phận để bảo vệ mà thôi. Điều này có nghĩa cả hai đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn từ năm ngoái. Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á bắt đầu hẹn hò từ năm 2011. Cả hai nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông với chuyện tình ngọt ngào. Người là mỹ nhân xinh đẹp và khả ái, người lại là đạo diễn triển vọng của làng giải trí. Cặp đôi kết hôn năm 2014 và tới năm 2016 thì chào đón tiểu hoàng tử đầu lòng. Ngỡ tưởng cuộc sống gia đình mãi ấm êm, tới năm 2017, Trần Tư Thành bị paparazzi bắt quả tang đưa hai gái trẻ về khách sạn ngay sau khi Đồng Lệ Á rời đi. Bê bối tiếp tục bị bóc tách khi truyền thông thống kê Trần Tư Thành không chỉ toàn tem với hai em mà tới 6 em trong suốt 2 năm, ngay cả khi vợ đang bầu bí đau đẻ. Sau bê bối này, Đồng Lệ Á vẫn tha thứ cho chồng. Mặc cho bao lời khuyên răn của netizen, cô vẫn chịu đựng người đàn ông bội bạc suốt nhiều năm sau đó. Trong những dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, cả hai vẫn chia sẻ về nhau trên mạng xã hội, cùng nhau tới chung event. Mỗi năm sau đó, cứ đến sinh nhật của Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành lại đăng bài chúc mừng vợ và nàng mỹ nhân Tân Cương vẫn vui vẻ đáp lại. Năm nay cũng vậy, Trần Tư Thành vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Đồng Lệ Á trên Weibo. Điều này đã khiến cho cặp đôi leo thẳng lên vị trí số 1 trong top hot search. Tuy nhiên, lời chúc phúc của Trần Tư Thành lại được cho là đang ngầm phơi bày về cuộc hôn nhân của anh và Đồng Lệ Á. Thay vì gọi Đồng Lệ Á là bà xã, my love, em yêu như trước đây, Trần Tư Thành đã gọi cô là mẹ đoá đoá. Netizen liền cảm thấy điều này khá giống với cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy khi tài tử xứ Cảng Thơm dù chúc mừng sinh nhật vợ nhưng lại chuyển sang gọi cô là mẹ Tiểu Nhu Mễ. Không ít những lời đồn đoán xuất hiện, nghi ngờ về việc Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành cũng đi theo vết xe đổ của Dương Mịch Lưu Khải Uy, chẳng bao lâu nữa sẽ tuyên bố ly hôn. Và điều gì đến cũng đã đến. Đúng vào ngày 20 tháng 5, ngày tỏ tình Trung Quốc, Đồng Lệ Á đã quyết tâm tuyên bố chia tay. Trước đây không lâu, truyền thông từng vạch trần Đồng Lệ Á cùng Trần Tư Thành xác thực đã ký tên hiệp nghị ly hôn. Giữa hai người chỉ còn thiếu duy nhất một tờ giấy chứng nhận đường ai nấy đi. Đối với những scandal Trần Tư Thành ngoại tình, Đồng Lệ Á đã không còn chút tình cảm nào nữa với chồng. Bây giờ vì con, cả hai vẫn ở chung một khu nhà nhưng không gặp mặt lẫn nhau, vợ chồng rốt cuộc thành người dân. Theo đó, nguyên nhân khiến Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành chưa công khai ly hôn là vì Trần Tư Thành ký kết thỏa thuận liên quan đến lợi ích, vì thế không dễ dàng chia cắt, càng không thể để ly hôn ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân. Kiểu hiệp nghị ly hôn giữa Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á chỉ còn thiếu duy nhất giấy chứng nhận ly hôn. Điều này được cho là tham khảo, bắt chước từ Bạch Bách Hà, Trần Vũ Phàm. Chỉ đến khi xảy ra vấn đề gì đó vượt quá quan hệ vợ chồng, cả hai sẽ giống như Bạch Bách Hà và Trần Vũ Phàm đã từng làm, tuyên bố họ đã sớm đường ai nấy đi. Đồng Lệ Á là một trong những người đẹp Tân Cương nổi danh cả về sắc và tài trong gần 10 năm trở lại đây. Người đẹp sinh năm 1984, từng để lại ấn tượng qua vai Niên Tố Ngôn trong Cung Tỏa Tâm Ngọc 2011, Trầm Băng trong Chuyện Tình Bắc Kinh 2014, Bà Mẹ Đơn Thân Ngô Đồng trong Lưu Luyến Không Quên 2014.